Rồi, hai tất cả các bạn ha. Rồi, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách để gót cái window chúng ta bị hư, bị lỗi ha bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ gót lại. Có nghĩa là thông thường á, thì cái window bị lỗi ở mức độ là ví dụ như không thể vào win được. Thì thường thường người ta mới gót lại các bạn. Đó, thì cái tình huống là mình không thể vào win được nha các bạn. Thì bây giờ đầu tiên thì bạn phải có một cái USB boot ha. USB boot để chúng ta vào phần mềm gót. Thì trước khi vào thì tùy để thoải mái có hai cách để boot vào cái USB này. Thì một á, để mình nói trước luôn, tại trong quá trình khởi động nó hơi lâu rồi. Có nghĩa là một á, là khi mà bạn khởi động lại, bạn sẽ bấm phím delete liên tục thì nó sẽ vào cái trình điều khiển của cái main. Thì tùy loại cái main thì chúng ta sẽ điều khiển trong đó. Rồi, mình chỉ nói tới đây thôi, rồi chúc mình thực hiện như nào mình sẽ coi. Cái thứ hai là chúng ta sẽ bấm một cái phím tắt thì ở trên, khi mà khởi động lại trên cái dòng của chúng như nè, nó có một cái phím nó ghi là phím menu đó. Thì cái hiện tại cái main của mình là mình bấm phím F11, tuy nhiên cũng có một số máy cái main nó cũng bấm phím muốn hiển cái menu lên, thì khi sau khởi động lại bạn bấm phím F12 ha. Rồi, ở đây thì mình sẽ cho bạn coi ha. Bây giờ mình sẽ khởi động lại máy ha. Rồi, mình khởi động lại máy nha. Rồi, restart lại máy. Rồi, khởi động lại máy ha. Rồi, khi bắt đầu vào Win nè, các bạn bấm nút delete liên tục ha. Đây, nó sẽ vào cái main ha, vào main liên tục đây, cái main của mình đây. Đó, vào main. Đó, vào luôn thẳng cái main. Thì các bạn sẽ chọn vào kiếm vào phần boot ha. Thì mỗi máy sẽ có hiển thị nhau, nhưng mà chung chung là đại khái là vậy. Đây, thì cái máy mình nó hiển thị luôn thẳng phần boot đây. Thì boot thì ở mình có nhiều lựa chọn boot, ví dụ có nhiều option nè. Có lựa chọn boot theo thứ tự thì nó sẽ boot theo thứ tự từ 1 đến 4, 5, 6 đó vân vân theo thứ tự ha. Thì ví dụ đầu tiên thì mình muốn boot vào USB thì đầu tiên mình enter vô, mình chọn, mình cắm USB vào rồi nha bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ kiếm USB mình ha. Đó, thường thì USB sẽ hiển thị cái tên USB lên. Đây, cái do cái mình sử dụng cái ổ cứng di động thì cái tên ổ cứng di động mình ở đây là WD ha. Rồi mình chọn là nó đầu tiên. Rồi, cái thứ hai á, chúng ta sẽ chọn, thứ hai là chọn về ổ cứng à. Thì cái ổ cứng của mình á, thì đây ổ cứng mình có tên là đây, hard disk là ổ cứng mình ST2000 ha. Đây là ổ cứng mình, ok các bạn. Rồi nếu là bây giờ các bạn phát ra, bạn bấm chọn cái này quan trọng nha bạn. Ở dưới đây chọn sell sheet ha, bạn chọn sell nha, dòng bước 2 nha, sell change and reboot nha bạn. Ok, rồi bạn sell z yes. Rồi cái thứ hai bạn nghe xem cái dòng ở dưới nè, có chữ F11 nè. Nè, có cái menu boot, cái máy một hai mình bấm cho mình coi thử cái menu boot. Cái hai ha. Đó, thì khi mình bấm F11 liên tục như vậy thì hiển thị một cái menu boot đây. Nó có sẵn luôn, mình sẽ boot rất là nhanh. Đó, ở đây hiển thị là cái USB của mình nè bạn. Ở USB đầu tiên nè. Ở đầu tiên. Còn hai là ổ cứng ha. Bây giờ mình sẽ chọn USB ha. Ok các bạn, đó mình có hai cách ha bạn. Rồi, okay, enter cái. Okay. Rồi mình giờ USB boot ha. Thì đây là cái giao diện USB boot mình tự tạo thôi. Mình tạo rất là lâu, mình tạo tháng 9 năm 2017 ra tới giờ. Tới giờ mình vẫn sử dụng rất là ổn nha bạn. Đây có rất nhiều phần mềm. Đây mình sẽ chọn phần mềm gót ha, nó tông gót. Đây. Rồi, ok. Nó có cái con gì nó chạy như vậy đó. Rồi ok bạn, enter ha. Ok. Rồi, khi mà vào giao diện ha, bạn chọn ok. Rồi ok. Rồi, thường thì sau khi gót thì mình sẽ hay khi mà sau gót xong thì nó hiện một bản thông báo để chúng ta lít gót tiếp hay là chúng ta lít data lại. Do đó thì nó mất một công đoạn nữa. Do đó thì thường là bạn cứ mong muốn là khi mà gót xong thì nó sẽ tự khởi động lại luôn, đúng không ạ? Cho nên bạn vào option ha, điều này. Mất tiêu rồi. Bỏ trip luôn. Rồi, ta vào lại. Nó mất tiêu rồi, nó bị lỗi rồi. À, bấm F11 các bạn ha. Bấm F11. Ok, hiển thị một cái menu phải không ạ? Rồi, chúng ta vào. À, ở đây là giao diện mình đây. Rồi, mình vào lại tấm gót ha, lại ha. Rồi, bấm ok các bạn ha. Ok bạn, rồi mình chọn option để khi mà nó gót xong nó tự khởi động lại cho mình luôn. Rồi, bạn chọn reboot ha. Đây, reboot, bấm ok. Rồi. Rồi phần này, chỗ này bạn quan trọng nha các bạn. Các bạn chú ý không đừng nên tua video, chút này rất nguy hiểm nha các bạn.
tại vì cái đây chỉ bằng làm sai một cái thôi, bạn có thể gót nhầm ổ là coi như bạn mất toàn bộ dữ liệu nha bạn. Rồi bạn sẽ chọn local ha, local ở dưới đây bạn chọn partition nha bạn, partition. Rồi bạn nhớ nó có cả hai dòng, chúng ta sẽ sử dụng một hai dòng dưới đây thôi nha. Còn cái dòng của mình là mình gót lại, do mình phải mình có sẵn dưới bên phải để tìm kiếm nó từ một dưới bên, do đó bạn click vô from email ha, from email nhớ đây nha bạn, rất quan trọng nha bạn. Rồi ok, bạn sẽ tìm kiếm cái dưới bên của mình ha, đây cái bản gót của mình ha. Rồi click vô bản gót, tìm kiếm bản gót mình trong e thì chắc dòng thứ hai ha. Nè đây ở thường nó quy định ở đây là như OD, OC nè, OD nè, OE nè, có 2.1 là OC, 2.2 là OD, OE gì đó vân vân. Rồi đây là chỗ mình ổ OE chạy lộ thứ hai đây, đây chính xác này các bạn ha. Nè đây cái bản gót mình hồi nãy đây, ở dưới bản gót. Rồi chúng ta bấm OK các bạn. Rồi, OK thì ở đây là chúng ta sẽ chọn ổ đĩa, các bạn đừng có lộn vô cái ổ đĩa nha bạn. Đây là có hai cái ổ, một cái ổ USB mình 150 GB nè. Ở cái ổ cứng mình là 2T nè, nó hiển thị là 1 triệu 9 MB. Rồi bạn bấm cái ổ cứng mình, bấm OK. Rồi chế độ cứng thì hiển thị mấy ổ đĩa này. Đây là cái ổ C, đây mấy ổ, hai ổ local là ổ DEF mình nè. Rồi OK. Rồi bạn bấm Vimeo ha, là cái ổ C ha, bạn bấm OK. Rồi. Ở đây nó hỏi bạn muốn thấy không? Mà bạn muốn format hết dữ liệu hay không? OK. Bấm Yes ha, tiến trình đã khôi phục ha. Yes, OK. Rồi OK, bạn Yes. Rồi, bạn gì? Chờ chút xíu. Rồi ở đây mình giới thiệu sơ về một vài thông tin trên cái bản gót luôn. Thì cái đầu tiên bạn thấy cái chữ percent complete đúng không ạ? Đó, đó là cái phần trăm chúng ta được hoàn thành các bạn ha. Chúng ta khôi phục hoàn thành ha. Rồi, cái mục thứ hai đó là speed. Pick me trên min có nghĩa là vận tốc nha bạn, vận tốc gót nha bạn, vận tốc gót là hiện tại chúng ta gót cái vận tốc là 1.7 lên nha bạn. Một ghi bảy trên một phút nha bạn, 1.6 trên một phút các bạn đó, 1.6 trên một phút nha bạn. Rồi cái thứ dòng thứ ba là me copy, là chúng ta đã copy được là 1.4 rất nhanh các bạn ha. Rồi phần mềm cực kỳ nhanh. Rồi phần thứ thứ năm đó là remaining đúng không ạ? Thì chúng ta còn lại là 9.6 phải không? 9.6 là 9.6, 9.5 các bạn. Rồi cái thời elapsed ha, thêm elapsed là nghe chúng ta đã gót được 1 phút mấy rồi. Còn thêm remaining là chúng ta thêm remaining là chúng thời gian chúng ta còn lại, có nghĩa là thời gian chúng ta gót trong cái bảng này dự kiến trong khoảng chừng 5 phút mấy thôi nha bạn. Đó rất là nhanh các bạn ha. Đó là remaining là 5 phút mấy thôi. Rồi ở dưới đây nè, cái phần sub partition ha, sub partition thì nó hiển thị cho chúng ta đây cái type NTFS là cái mình format cái ổ cứng mình cả dạng NTFS ha. Rồi ok bạn ha, sau khi mình gót xong thì nó sẽ tự khởi động lại chúng ta vào Windows luôn ha bạn ha. Thì đây là cái bản gót đây, là lúc trước mình đã khôi phục lại thì bản Windows mình vẫn nguyên vẹn các bạn, không mất gì ha bạn ha. Rồi ok bạn ha, bây giờ mình hướng dẫn bạn tạo cách tạo một cái file gót ha bạn ha. Rồi đầu tiên là mình cắm cái USB boot vào máy tính nha bạn. Bây giờ chúng ta sẽ khởi động lại ha, khởi động lại máy, restart máy ha. Thì để khởi động USB boot thì đầu tiên bạn bấm nguồn ha, bạn xem cái màn hình khi mà nó nháy nè, nó ở dưới cái thanh màu đỏ đỏ nè, có thấy cái chữ F11 menu boot đúng không ạ, boot menu đúng không ạ. Đó thì bạn bấm liên tục cái thứ F11 này thì nó sẽ nhảy vào menu boot không. Tùy loại máy, ví dụ như có máy thì F12, F10 đó, tùy máy nha, bạn để ý nha. Cái màn hình này nó nháy rất là nhanh, do đó khi không được thì bạn bấm restart lại. Hiện tại là do cái USB mình chưa cắm nè, bấm F11 do đó không hiển thị, hiển thị cái USB. Do đó giờ mình cắm USB cho các bạn ha. 1
Còn cái men bạn nào thì F12 gì đó bạn coi ở dưới coi coi nó hiển thị cái menu boot của mình là F mấy nha. Mình coi ở dưới màn hình phía dưới đây nè. Rồi, không được bấm lại lần nữa ha. Anh nó delete. Để coi đồng lại. Rồi. Mình mới cắm USB vô. Rồi đây, mình cắm thì cần có USB boot mình đây. Cái WD160 á. Ok bạn ha. Cắm vô USB boot mình đây. Ok. Rồi. Cái này mình các bạn cẩn thận nha các bạn. Cái này quan trọng nè. Đầu vô nè. Rồi, các bạn chú ý nha. Nào, hôm nay là nó rất quan trọng, bạn đừng có tua video vô nhiều lúc có những cái mình chỉ bạn quan trọng mà không ấy. Mình này là reboot hồi nãy bạn hướng dẫn mình hướng dẫn bạn rồi ha, để cho khi mà làm xong là tự khởi động lại được, mình khỏi tấn công khởi động ha. Vô local nè. Nhớ partition nha các bạn ha. Rồi. Hồi nãy mình chỉ bằng chỉ là hai cái cuối cùng nha, đừng sử dụng cái trên nha. Nè. Khôi phục lại nè. Còn bây giờ nè, tua email không là mình sao lưu lại, sao lưu trước một bản cho ra một cái file email gọi là tua email ha. Thích vô tua email. Rồi mình chọn cái ổ cứng luôn. Đây ổ cứng mình chấp 2T. Rồi ok, chọn đúng ổ cứng nha. Cái này thì chọn ổ cứng không có sao. Rồi mình chọn memory nè, là OC nè, ok ha. Bấm ok các bạn. Rồi, ở đây mình sẽ chọn nơi lưu ha. Rồi. Ổ 2 nè, 2.2. Tại nãy mình chọn OC rồi, do đó chỉ còn ổ lưu là chỉ ổ DE thôi. Là 2.2, 2.3, 2.1 là cái ổ sau lưu rồi. Giờ mình chọn ổ D ha. Ok, 2.2. Ổ D đó bạn got, giờ mình đặt tên bạn got ha. Got ví dụ như got. Ví dụ win 10 nhân 64 River 20. Đó, ok là 2020 ha. Rồi bấm save lại các bạn ha. Ok. Rồi chọn chế độ nhanh 2 hay là no. Rồi, chọn 2 luôn các bạn ha. Cao nhất các bạn. Ok. Rồi yes. Rồi, nếu mà bạn hồi nãy mà bạn nhớ ở trên chỗ mà ở dưới phần email với lại from email đúng không ạ? Ở trên nó có cái phần gọi là partition. Nếu bạn mà chọn nhầm cái phần partition á thì bạn sẽ bị mất hết toàn bộ cái dữ liệu trong OE nha bạn. Đó rất là phiền phức nha bạn. Cho bạn chú ý cái này nó quan trọng. Đó. Do đó thì khi mà mình gót á mình nên chú ý cái phần này rất quan trọng. Mình chỉ lâu lâu bạn dần quên một cái thôi, bạn vô partition một cái thôi là nó đẩy hết toàn bộ cái dữ liệu trong OE đi hết, là cực kỳ phức tạp, phải tìm lại lấy lại rất là lâu nha bạn. Đó. Ok bạn, nó đang gót lại mà. Mình tới gần 20GB các bạn ha. Gần xong thì sẽ tự khởi động lại vào Windows luôn các bạn ha. Bây giờ thì mình có thể là rút cái ổ USB ra vẫn được ha các bạn ha. Tại phần mềm này nó đã chạy trên một là có thể là chạy trên ổ cứng, hay là nó chạy trên RAM ha các bạn ha. Do đó thì nó không còn lưu trên ổ USB, chúng ta có thể rút ra các bạn ha. Bây giờ mình vô mình kiểm tra coi có cái file got mình không các bạn ha. Rồi, mở lên. Rồi em bỏ trong OE đúng không ạ? Bỏ OE kiểm tra. Đây ổ D chứ. Ổ D đây. Rồi, đây nè bạn ha. Thấy không? Win Win 64 driver 20 nãy mình đặt nè ha. 18GB nó gót còn khoảng 11GB các bạn ha. Video chia sẻ của mình đến đây hết ha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Rồi bye bye tất cả các bạn. Nếu các bạn thích video thì hãy bấm like và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Bye bye các bạn.